gì? Cha mày hư lắm á. Cha hư sao? Cha hư quýnh anh hai bà nè. Cha quýnh anh hai rồi nào? Thì cha phải dạy anh hai chứ. Được không anh hai? Khóc rồi làm gì? Tụi bà làm gì tôi? Hả? Chị muốn sao? Cha muốn con quýnh làm. Hả? Bị đòn chưa? Cha hư lắm á. Cha hư nhưng làm mà sao? Cha dỗ anh hai mà. Thì cha dỗ anh hai rồi, tại vì cha đòi anh hai. Cha đòi lung lay răng anh hai thôi, để coi răng nó mềm chưa cha nhổ mà anh hai khóc kìa. Nên cha mới la anh hai thôi. Nên cha mới hư lắm ấy. Cha hư làm sao? Con cha hư là con đánh cha. Nên mai con bỏ cha ở ngoài đường ngủ luôn á. Đó, đó con vậy con mới hư á, con đòi đánh cha con bỏ ra ngoài đường là con mới hư á. Đó, con chỉ tay cha là cũng hư đó, con xin lỗi bà con chú đi. Cha không buộc vô phòng mày, con cắm cha vô phòng. Thế nào cha đừng cứ nhổ ra hai nữa. Thì con sẽ cho cha vô phòng. Nếu như cha không buộc đâu. Bây giờ cái răng nó mềm rồi mày phải nhổ chứ sao. Chú không lại để vậy được. Giờ mốt cha gõ răng con ha. Mốt cha gõ à. Con sẽ không cho lấy cha luôn đó. Cha nhổ răng con à. Cha lì đó mất. Cha lì sao? Cha lì là con quýnh cao. Đó đó đó. Con mới lì á. Rồi bả binh anh hai bả rồi bả cọc với mình vậy đó. Thương anh hai quá cọc với mình thế ra mà con mà cô chú vậy. Đó. Câu chuyện là nãy giờ Khương Dừa đòi thăm răng anh hai. Có răng anh hai mềm chưa để Khương Dừa nhổ răng. Xong anh hai khóc không cho Khương Dừa thăm. Nên Khương Dừa nói phải cho Khương Dừa thăm. Khương Dừa la anh hai. Thì cha xin lỗi anh hai được chưa? Được chưa? Sao? Sao bà cọc dữ vậy? Bà thương hai bà đó. Bà tiền này. Thương hai bà đó, bà sợ anh hai bà đau khóc. Bảo vệ cho anh hai. Thì này con thấy tên tội phạm là con quýnh tên tội phạm luôn. Tội phạm gì? Trộm đó. Hả? Thì trộm đó. Trộm nào đâu? Trộm vô ăn cắp găng con hả? Đâu có lấy được chơi. Chơi sao? Lấy được thì này con thấy trộm tính là con sẽ quýnh bại được trộm á. Nhưng mà cha hỏi cho con nè, bây giờ là răng nó mềm thì sao, phải làm sao? Cha phải thăm răng đúng chưa? Không được. Sao không được? Không được, nhổ răng này. Không nhổ răng rồi nó mọc tám hàng rồi sao? Mất cha đừng có lì nữa nha. Cha không có lì. Con làm chưa anh hồng con bắt cha ở ngoài đường vậy? Bắt cha ngoài đường rồi hả? Vậy cho mai cha ở ngoài đường luôn, cha không về với sữa luôn, giờ cho đi ra ngoài đường luôn nè. Vậy rồi cha nên đừng có nhổ răng hai nữa. Chứ phải nhổ răng chứ. Nói hai. Đến anh hai nó khóc rồi. Phải nhổ răng chứ thì sao? Mình lớn rồi ra cái răng nó thay rồi phải nhổ chứ. Mình sống cho nhổ. Không nhổ con nhổ à? Hả? Không lẽ con nhổ? Con nhổ được không? Lẽ con nhổ được đâu. Con nhổ được phải không? Vậy mai đứa nào nhổ nha. Anh hai á. Anh hai là phải nhổ chứ. Đúng anh rồi. Là phải nhổ nha về chứ. Giờ giờ con đi nhổ đi. Giờ nhau pha nhổ phải không? Con đâu biết nhổ nha pha đâu. Chứ sao giờ sao không biết thì cha nhổ sao con la? Sao con đòi bỏ cha ngoài đường? Hả? Có anh hai nín chưa? Nín này này. Cho anh đẹp. Có anh hai nín chưa? Ui. Ôi bà binh hai bà cọc với mình luôn rồi. Chuyên gia đó. Thương hai lắm. Binh hai bà. Bà chắc cũng dữ lắm á. Bà thúng. Đây mẹ quay ra cho thăm răng của sữa coi. Mẹ vô kia mẹ dĩ anh hai đi con ở đây con quýnh cha nè. Ừ. Mẹ vô đây đi. Trời ơi quýnh cha luôn hả? Quýnh cha là ông bà của chú anh chị là không thương nữa đó. Đúng không? Con cha thích được mà làm con cho mẹ ngủ chân hay ngủ không? Cái gì? Con thương mẹ với anh hai rồi. Còn cha? Còn cha thì phải thương mẹ với cha anh hai chứ. Hả? Thì cha thương mẹ, thương cha, thương anh hai, thương con luôn mà. Sao ai thương tôi chứ không vậy? Đó. Cọc hả? Cọc như con. Đi. Đúng
đúng là tuổi con hó mà. Đúng, là, đúng là tuổi con hó mà. Giữ anh hai sao? Giữ anh hai được không? Giữ ngoài đi mẹ. Anh hai giận, anh hai lên trên gác luôn rồi. Sao? Giận ra đi. Cái gì? Giận ra. Giận ra làm chi? Không. Đúng là tuổi con cờ hó nè, hung dữ như con cờ hó. Con đã cho mẹ vào phòng, không cho cháu vào phòng, cháu phải ở dưới đây. Sao? Thì tối lát mới người ngủ tôi cũng thăm răng anh hai à, tôi cũng bẻ răng anh hai à. Ui. Nè. Anh hai chào ông bà cô chú nè. Anh hai sợ đau răng hả? Chà, sao? Hả? Đau hả? Thì phải bẻ chứ thôi, thôi đi nha sĩ với cho thăm răng thôi chứ cho rửa bẻ mà. Dừng lại. Thôi con bà sửa rồi thấy không? Làm gì phải dừng lại? Cái tả của bà xách ngoài đi. Ây da. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Ở đây canh anh hai. Để con cho. Đụng tên hai của bà rồi đó. Đó. Vậy là không ngoan đó. Thì cha không ghẹo anh hai nữa. Cha không ghẹo anh hai nữa. Thì cha đang đứng ngoài đây. Ừ thôi cha xin lỗi anh hai, con xin lỗi cha đi. Đây, 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 rồi cha xin lỗi anh hai, rồi con xin lỗi cha đi. Nghe không? Không, con đâu làm gì cha đâu. Con chỉ đang nói với cha mà. Hồi nãy con đừng đánh cha, đừng đuổi cha đi, con chỉ cha kìa. Con kêu cha đi đi ra rồi kìa. Chỉ chỗ cha. Cha phải đi xin lỗi anh hai chứ. Thì cha xin lỗi anh hai rồi. Nói nãy cha đi bạn gọi tới anh hai. Anh hai đâu có làm gì sai đâu. Thì cha nhận lỗi rồi nè, đi vô nhận lỗi anh hai nè. Anh hai đang chơi chơi bớt của con nè. Thì vô đi cho nhận lỗi anh hai nè. Đi đây. Vô đây. Rồi con phải xin lỗi cha đó. Anh hai ơi. Xin lỗi. Anh hai ơi. Rồi cha xin lỗi Vin nha. Dạ. Rồi. Vậy Vin muốn cho nhổ răng hay muốn nha sĩ nhổ răng? Hả? Chưa nhỏ. Thì nó mềm rồi cũng phải nhỏ chứ con, đúng không? Bữa khác nhỏ. Hả? Bữa khác nhỏ. Thì bữa khác nhỏ, bây giờ cho đâu nhỏ liền đâu, đúng không? Hả? Ờ. Cái mà nó ăn con mềm rồi đó. Rồi đi ra đi với em nè, đi ra với em nè. Con ra con nói với em là anh cha đã xin lỗi anh hai rồi. Ủa anh hai, ờ đúng rồi, cha xin lỗi anh hai rồi. Rồi ra đây nè sữa ơi, sữa anh hai ra nè. Hả? Con giận rồi hả? Nè hỏi anh hai đi, cho xin lỗi anh hai rồi nè. Ừ, ra lỗi anh hai rồi đúng chưa? Đúng rồi. Sữa có giận cho nó không? Sữa giận luôn hả? Sữa vẫn giận cha hả? Rồi cháu buồn ngủ rồi. Buồn ngủ rồi phải không? Hả? Cái sữa buồn ngủ hả? Dạ, ngủ buồn ngủ hết rồi. Ừ. Rồi bây giờ kìa, cha hỏi kìa. Con nói con buồn ngủ đi. Rồi hả, buồn ngủ hả? Chào bà cô chú vậy, mình đi ngủ nè. Chào bà cô chú rồi. Buồn ngủ nè. Rồi Thế Vĩnh chào bà cô chú luôn. Chào bà cô chú, em. Rồi, sữa. Sữa chào bà cô chú về ngủ. Sữa. Sữa. Đừng cái đó cho đúng đau con. Ủa sao vụ tôi xin lỗi anh hai rồi không xin lỗi tôi vậy? Hả? Sữa. Sữa. Sữa cha kêu rồi. Giận rồi. Con xin lỗi cha đi. Xin lỗi cha. Sữa. Sữa nghe không? Con xin lỗi cha đi, giờ mình đi ngủ ha. Sữa ơi. Buồn ngủ rồi. Dạ thôi cha chào tạm biệt bà cô chú nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị trong một video tiếp theo ạ. Chúc quý bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe.